Có Đây chị này, nào. ở trên này này, hình như vừa cầm này. Nghĩa trang Hàm Dương buổi đêm là rất đông người vào để viếng cô Sáu. Tuy nhiên để muốn vào được trong nghĩa trang Hàm Dương thì phải đăng ký từ trước. Đoàn đi bao nhiêu người phải đăng ký bấy nhiêu người thì mới được cho phép vào. Đây các bạn nhìn đây, có rất đông người xếp hàng để chuẩn bị được vào. Tôi không chụp cái đây trông chẳng giống ai. Trước đây thì nghĩa trang Hàm Dương được mở cửa từ 12 giờ đêm và gần như là từ đêm đến sáng thì lúc nào cũng dập dìu kín người. Tuy nhiên thì sau khi có dịch Covid thì nghĩa trang Hàm Dương đã được thu hẹp thời gian vào viếng, chỉ đến 21 giờ là 9 giờ thôi. Mặt nắng mà lại đau lắm. Rất nhiều người trước khi vào viếng cô Sáu thì họ đã chuẩn bị quần áo rất lịch sự, mặc áo dài và quần áo rất chỉnh tề. Rất đông đúc và nhộn nhịp nha các bạn nhé. Hay là xếp vào riêng của xếp tất cả mọi người. Đây nhân viên kiểm soát bên phía ngoài cổng nghĩa trang là kiểm tra rất chặt chẽ nha các bạn nhé. Mọi người muốn vào thì phải đăng ký số lượng người vào từ trước mới được vào chứ không phải là cứ muốn vào là vào nha các bạn nhé. Các bạn lưu ý là sau khi dịch Covid thì nghĩa trang Hàm Dương chỉ mở cửa đến 21 giờ. Ngày xưa thì được mở cửa đến 12 giờ. Anh quay luôn cả em nữa nhá. Anh quay luôn cả em. Mấy hôm nữa clip này lên 1 triệu view thì em lối tiếng luôn. Lối luôn. Ừ, lối luôn. Đây các bạn nhá. Lối tiếng. Đây là
phía trong của nghĩa trang Hàm Dương rất rộng nha các bạn nhé. Đây rộng mênh mông luôn. Ở phía ống kính tôi đang hướng đến đây, đây là hướng về cái tượng đài và tượng của nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Còn về hướng này thì đi ra mộ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu, hay chúng ta vẫn thường gọi tên thân thuộc là cô Sáu. Bi đi sao mỏi tay phết đấy. Vào tới tầm này thì đã là thấy mùi hương ngào ngạt khắp nơi. Phía đông đông đằng xa kia có mấy cái đèn to to kia, đây là nơi mộ cô Sáu nha các bạn nhé. Đây tượng đài của cô Sáu, còn đây là tượng đài của nghĩa trang Hàm Dương. Đây một chút nữa thì sẽ tới đường dẫn sang mộ cô Sáu. Một lưu ý là nếu các bạn đi ra đây mà muốn đặt lễ thì ra lễ của một cái mâm hoa, nón hoa các thứ như mâm lễ này là 1.200.000. Ngoài ra thì nó còn có rất nhiều giá khác nhau nữa, đó là 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, 1.800.000, 2.200.000, 2.500.000. Đang tính tiền, tiền tiêu. Rồi bên kia chuẩn bị nhận lễ nè các chị ơi. Rồi qua đây nhận lễ giùm em nè các chị ơi.
Ahem.